Xin chào các bạn, đây là video dạy các bạn viết content thông qua việc thầy Dự đọc những content hay của nhóm học trò thầy Dự đang kèm cặp. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái content của bạn Ánh Thuận và bạn Nguyễn Xuân Thắng, xem các bạn này có những điều gì đặc biệt nhá, xem bạn nào viết content hay hơn nhá. Ví dụ bạn Ánh Thuận là từ khóa làm liên tục. Câu chuyện gieo giống. Hạt đậu xanh nảy mầm chỉ sau một đêm ủ với bông ẩm ướt chấm chấm. Cây nào có thời gian nảy mầm của cây đó không cưỡng ép được, miễn là môi trường thuận lợi, nước nuôi đầy đủ. Trong việc của cuộc sống cũng vậy, sẽ có những lúc chúng ta gieo hoài mà không thấy kết quả. Chúng ta bắt đầu nhìn qua bên cạnh thì thấy mọi người đồng nghiệp phát lộc nảy sinh ra rất nhiều hoa trái, tuy nhiên chúng ta lại hoài nghi. Bài học Thuận mình nhắn gửi các bạn ở đây là tất cả mọi người đều sẽ đạt được những gì đó thông qua quá trình học tập và làm liên tục. Trẻ em phải đánh vần liên tục thì mình nhận ra học sinh phải học liên tục 12 năm rồi mới làm có nghề ổn định. Kinh doanh online, offline là càng phải học và làm liên tục mới là kết quả được. Ví dụ như là kết nối liên tục với khách hàng chấm chấm. Kiên trì làm đúng, làm liên tục mỗi ngày thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Thì câu chuyện gieo giống này với cái từ khóa làm liên tục ấy đang chưa có sự liên hệ mật thiết với nhau. Học sinh phải học liên tục 12 năm thì nó liên quan gì đến việc gieo giống? Nếu nghĩ sâu, cố tìm ra điểm liên kết thì sẽ có đấy, nhưng mà nó đang bị hàn lâm hơi khó hiểu. Và người đọc của chúng ta họ cần sự dễ hiểu một chút nữa. Kết nối liên tục với khách hàng, ok. Đó là từ khóa liên tục là rất ok rồi. Còn cái câu chuyện gieo giống này ấy, là phải gì ạ? Là thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất thì nó sẽ đúng hơn. Rồi nên là cần phải điều chỉnh thông điệp một chút. Bài của bạn Xuân Thắng thì sao? Đối diện với chính mình. Ta vẫn luôn nhắc mình về câu thấu hiểu để lắng nghe lẫn nhau, nhưng quên nói với bản thân một thứ dễ hiểu và yêu thương rằng bản thân mình. Cái gì đấy? Nhưng quên nói với bản thân một thứ dễ hiểu và yêu thương bản thân bằng chính sự tĩnh lặng bên trong của chúng ta. Mình chỉ là mình khi luôn tạo ra được khoảng cách an toàn, tư thế độc lập và tính cách quân bình trong mọi sinh hoạt. Muốn được như vậy, phải có khả năng tách rời chính mình để nhìn lại mình trong thời điểm này. Một là biết mình. Điều này đặt ra là tính biết hổ thẹn, tiếp biết dừng lại. Hãy đối diện với bản thân mình, hãy dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám thách thức. Ok, thì cái bài này cũng là một cái bài viết mà như nào nhỉ? Nó cũng bị chung chung, nó không nhắm được vào cái đối tượng cụ thể nào cả, bởi vì nó không có cái câu chuyện bản thân của mình vào đây. Nếu có câu chuyện bản thân của mình vào đây thì những người đang gặp cái vấn đề giống như cái câu chuyện bản thân của bạn ấy, tự nhiên họ sẽ bị hút vào đây và content này sẽ trở thành content rất là hay. Họ sẽ biết ngay là content này viết để dành cho họ. Và ok, vậy là mỗi bài đều có những cái phần được của mình. Được của mình đó là gì? À, có tiêu, ví dụ bài này tiêu đề được này, biết mình này, tính hổ thẹn, nên là viết theo dạng là checklist được này đó. Nhưng mà phải bổ sung thêm phần câu chuyện cá nhân của mình nữa, cái hành trình mình đối diện với chính mình, có cái quãng thời gian mình đối diện chính mình và mình đã vớt lên như thế nào nữa đó, thì để hút với những người, để thu hút những người giống y như mình vào đọc cái bài viết này và thôi miên họ. Còn bài làm liên tục này thì gì ạ, thì chọn cái ví dụ nó phù hợp hơn là được. Đây là mình đang bị hơi tham nội dung, là vừa có câu chuyện là gieo trồng, câu chuyện gieo hạt, câu chuyện thay đổi về lượng, thay đổi về chất, lại vừa cả từ khóa làm liên tục nữa, nên nó bị rơi vào trạng thái hơi lan man một xíu. Ok, bài học về gieo mầm, câu chuyện về rau mầm, từ khóa lại là làm liên tục đúng không nhỉ, nó hơi mâu thuẫn một chút. Hai bước để bạn nhận bài học miễn phí tự động mỗi ngày. Bước số 1, bạn vào Facebook. Bạn tìm kiếm Hán Quang Dự. Và bạn kích vào thêm bạn bè. Kích vào nút răng cưa. Ấn vào chữ đang theo dõi và để chế độ xem đầu tiên. Bước số 2, bạn vào YouTube của bạn. Sau đó bạn cũng tìm kiếm Hán Quang Dự. Ấn vào nút đăng ký để biểu tượng nút chuông.
cho tất cả. Và chào mừng bạn xem những video bài học kế tiếp của thầy Hán Quang Dự.